Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì Lâm thấy ngày gia quan, ông sẽ vào trong đây chia sẻ cho bà con cô bác nha. 12 giờ trưa căn nhà này có gì nha. Cái căn nhà cái gì bộ xếp bộ gì đó ở trong này. Còn căn bên kia nữa. Đây có cái khế của ấm quá, không thấy gì đâu mà bác ơi. Qua bên đây kìa. Đây có một cái căn biệt thự thời xưa hay sao? Đục nhang đục phường ma quỷ gì đây không, đục nhang đục phường cái tường này có rất lâu lắm rồi. Sẽ qua căn nhà bên đó kìa. Cầm bên đây. Căn này người ta bỏ rồi này. Vào trong thôi kìa. Cũng có người quét dọn hay sao? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Đến đây chia sẻ cái video chứ không quá phát phá phách gì đâu ạ. Vào trong. Mấy quai cúng gì cái hương này cày nhóc lên. Nhìn thấy ghê không? Mình chắc đeo khẩu trang vô mà. Đeo khẩu trang vô trong. Tầng bị ngang dừng chắc 3m, 4m một xíu. Ở trên là bằng ngói nha. Có cái đồ than ở phía trong à. Cái nét buồn cầu tôi có gì nữa. Có thế thôi không có, không có gì nữa, cũng không thấy dòng luôn.
mình sẽ đi ra nha. Không thấy gì rồi. Trời rất là nắng, hiện tại Lâm đang ở thành phố Huế nha ông bà bác ha. Rồi, chắc video của Lâm kết thúc tại đây ông bà bác ơi. Chứ không thấy gì từ ra thôi nha. Và chào tạm biệt quá bác nha, ông bà bác những video tập sau nha. Cảm ơn quá bác đã ủng hộ kênh nha. Nhà thế không có gì đâu, lão quá. Rồi, chào tạm biệt quá.